Má em chơi nước mắm. Em tắm hả? Em tắm hả, Mỹ Quyền? Mỹ Quyền, xu mặc áo này nhìn xu bự quá. Ừ, mặc áo đen nhìn mập quá ha. Nhìn bự quá. Nhìn trên live mập lắm hả? Ừ, mập lắm. Chơi coi. Bộ mọi người nhìn xu mập lắm hả mọi người? Ủa sao nó gần quá vậy? Cái điện thoại tao nhìn xa lắm mà. Trời, điện thoại mày bị giãn hay gì đó. Trời, chứ đây tao ốm nhơ mà ông nội. Nè, tao để cái góc này xa lắc xa lơ nè. Ở đâu mà gần xịt nè, vậy? Nè, ra, giờ mới đẩy ra nè. Nè, đó giờ xa nè, nè, xa nè. Nhìn nè, bên đây lúc nào cũng cái ống kính bên đây lúc nào cũng xa hơn á. Giờ thấy đỡ nè mà. Ấm nhơ mà. Tại cái điện thoại của mọi người á, nó bị hư á. Đổi điện thoại đi. Đổi điện thoại đi. Chứ trời ơi, cái mặt su su nhỏ xíu. Xíu gọn bưng. Xíu. Dứt đi. Lấy em trái lựu đạn á. Chứ nhét cho họng mẹ. Đổ Duy. Có bán tóp mỡ không su hông má má? Có bán tóp lộ nè, Trần Công Quỳnh ở đây nè. Ốm hơn con heo chút xíu. Tuấn Kiệt ơi, em nói câu đó mà ba má em cảm thấy là sống thọ hơn tuổi á, thì em nói nha cưng nha. Nói cái gì đâu không mà. Đừng bán nữa xu ơi, ngồi buông đi. Tao buông, tao ra tiền, tao cũng ngồi tao nói chuyện không đó. Buông mày cho tao 200 ngàn tiếng đi. Rẻ túi sao ăn xu. Được hết đó em. Được hết đó cưng. Xuống, đó. Đây, chỉa xuống cho mọi người nè. Đó, thấy không? Thấy mâm cơm trái không? Ngon, xuất sắc. Hủ dài dài sau lưng hả? Hủ thuốc sâu em ăn uống không? Trước khi hai gì hủ dài quan xăm mày này còn hỏi. Hai loại bán con hủ đằng sau. Con chọn màu đi. Màu bát tràng hay là màu gạch men? Bông hình sen. Bông sen nha. Mày lấy không? Có tặng một gói tụng kinh nữa. Mày mua cái tô hủ mà hủ quách á. Cái ngoài sao tao thiếu chai gì hủ mày, hủ này hủ nọ. Nè bây giờ nè, Việt Nam thắng. Em cử chồng em qua chơi xu một tuần. Khùng quá con quỷ này. Lấy hai hử mà Mỹ Kim. Mà lấy hai hủ mà ghi. Lấy hai hử gì vậy má? Hủ ca cao hả? Ai biết mà Mỹ Kim á. Mỹ Kim mới hỏi ca cao á. Chị ơi ghi giùm em hai hủ ca cao kìa. Ghi hai hủ ca cao Mỹ Kim. Để ra bà hửi hai cái đó má ơi. Ờ. Ở nhà ơi, 55 có bán mứt dừa má má chưa tới Tết má. Tầm 23 đưa ông Táo cho mày bán. Mẹ mày nhờ túi không có 1.000 nữa mày kêu hả? Mày kêu bán mứt dừa. Tao nghe chữ Tết tao sợ lắm. Nha Quốc Quy. Ê ok, nói lại coi mẹ nào cho phải Milo. Milo là mày mua Milo á. Milo á. Cái này là mẹ Lào mẹ á. À Nguyễn Minh Nhật ơi, cơm trái khô gà 1kg 150 ngàn ship. Mẹ Lào mà nó còn men Milo. Milo mày thêm chữ N cái là tao đổ luôn á. Hỏi ăn đó. Chị ơi, chị có bán cạc điện thoại không? Mua mạng gì, chị có bán sim Beeline nữa. Mua không? Su su có bán. Mua máy hủ được free ship. À, 49 hủ. 49 hủ free ship. Có về Mỹ Tịnh An không? Má nào Quốc Quy là má nào ở dưới quê tao nè. Biết Mỹ Tịnh An là ở quê tao nè. Tao mà biết ở dưới quê ha, tao về tao không đốt nhà tao con mày Quốc Quy. À, chị Tiết Trân ơi, tiền ship 30 đồng giá chị ơi. Rồi, cho em số mẹ Hà. Cô Hà mẹ, bà nội mày Quốc Quy. Du Duyên. Cái túi này nè mọi người có coi tay du ký không? Cái tập mà có cái túi mà hút vô tất cả mọi thứ nó bự như vậy đó. Đó, nha. Mấy chị xài cái bịch này nè. Em nói thiệt, cái bịch này là cái loại bịch mà gây hại cho môi trường á. Nó không bao giờ mà nó được mà phân hủy. Cho nên khi mình mua cái này để mình bảo vệ môi trường, mấy chị chịu khó là ăn khô gà mình ăn luôn cái bịch giùm em nha. Chứ mấy chị dục ra nó không có phân quỷ nha mấy chị nha. Chịu khó ăn hết giùm em đi. À, chị ơi có bán gà luộc không? Gà luộc chị cúng á, em mua không? Chị cúng em cao đại. Lên giùm em mọi người, khô gà 1kg 199.000 miễn ship, miễn ship. Khô gà 199.000 miễn ship luôn, có hai loại, khô gà lá chanh với khô gà bơ tỏi. Nếu mà mua bơ tỏi á, comment bơ tỏi, mua lá chanh, comment lá chanh. Mua lá cốc, mấy má về tự làm, không có bán nha. Còn mà muốn mua lá bàn á thì
Không. Chốt đơn Nguyễn Hào nha. Không bán luôn, không có luôn. Tôi tính nói nhà tôi còn cái bàn non mà suy nghĩ là hình như dục rồi phải không? Bị quéo rồi. Rồi bị quéo má bỏ má. Xô ơi mày 2 giờ ngủ thôi, em buồn ngủ lắm mày ngủ. Duyên chỗ tao bán hàng. Giờ tao bán cho người âm, tao lộn. Không phải. Ý em nói là anh bán giờ này không bị ít bị bơm. Là tại vì ai mà giờ này mới có đó, đặt là tinh thần tao tỉnh táo đó mọi người. Đó, cho nên là tao đặt là tao lấy à. Còn ban ngày là người gì đâu không hà. Nè. Có bán gà chiên nước mắm không? Em mua gà này về em ráp lại hình con gà, rồi anh chiên. Ui, gọi 199.000 ra mình về cũng làm quần gì cũng được. Em đại. Cho con gà hấp muối với thùng bia chủ quán ơi. Nó nghe má ra quán nhậu đường Trần Xuân Soạn á nha. Ra đó ngồi đi, lát công an phường lợi hốt. Em này chơi thẳng hả? Dạ đúng rồi anh Manh Manh nha. Anh Manh Manh. Mạnh mạnh đó. Mạnh mạnh hả? Mà tâm lý anh không có mạnh, nhìn em ra chơi thẳng là tâm lý anh yếu lắm thật sự. Em mới ăn cắp của mẹ 100.000, mẹ em đánh em gãy cái chổi. Trời ơi xui vậy em. Hả? Em không khéo. Bé này nó không có kỹ năng gì hết trơn. Xin lỗi nha, xưa chị ăn cắp tiền chấn động luôn, thật sự. Đóng lồi cục cứt. Rồi đó ăn cắp tiền á, cắp tiền đi chơi điện tử á. Ba em lại lôi ra đường, giữa đường trước quán điện tử, quýnh đội 80 cái quần lên đầu. Thật sự luôn mọi người. Trời dễ dàng luôn á. Gần một tuần lễ sau đâu có dám ra tiệm net hết đâu mọi người. Sợ nhục, thấy không? Đợi giống như là cho sống yên biển lặng qua cái đời drama đó đó, rồi mới ra nữa. Bạn kia nói cô gà chống thiến mà Su nói giống em. Vậy bạn đó nói Su bị thiến. Su Su làm chim là Su Su là cắt rồi. Cắt rồi. Mẹ Hà đang xem. Ok mẹ, chào mẹ. À, em ăn cắp có 50 ngàn à. Ăn luôn nguyên đôi dép nè anh. Trời ơi trời. Anh hả? Tôi nghĩ sao nó kêu bằng anh vậy trời. Kêu Su Su bằng nải nải nha. Kêu nải nải. Ai dĩ à. À mui. Ai dĩ à thầu la ha. Còn khô, còn có khô lòng tông không? Mẹ ăn không? Mẹ ăn không? Có lòng tông ăn không? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạt dào. Ai đứng phía sau ghế? Phía sau ghế xua hả? Bà nội em đó qua dẫn về đi. Bà nội em về đó. Dẫn bà về đi kìa. Tới giờ bà ăn cơm rồi đó. Xô là chủ hay ở đợ? Dạ cái này là em bán cho người ta. Em bán cho người ta chứ không phải của em mấy chị ơi. Trời ơi thiệt á, em mới mua sợi dây chuyền có cái mặt dây chuyền này là em đặt đó là 15 cây ha. Còn cái này nè, cái sợi dây này nè là 7 cây 2, đeo nặng cái cổ còn chết. À, cô kêu con kêu bằng má, giờ kêu bằng ba. Xẹt má chứ xét má gì má. Tiểu nhị cho một gáo nước mưa, có nước mắm nè uống không hả? Chừng nào Su Su có vợ vậy? Chừng nào BD trên đời này tuyệt chủng, tao đi lấy vợ, tao không ai chơi nữa.